Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để mình chia sẻ với các bạn cách để chúng ta khi chúng ta cắt một bông hoa hồ điệp, phần còn lại mình có thể nhân ki để mình nhân giống á mọi người. Thì cây này nó rất là đẹp, mình rất là thích mặt hoa này luôn, cho nên mình đã quyết định cắt em ấy xuống. Thứ nhất là cây mình mới sang chậu đang còn rất là yếu, bộ rễ chưa khỏe này các bạn. Hôm nay mình sẽ hạ em này xuống để mình nhân ki á mọi người. Thì các bạn, mình đã cắt một cây xuống và mình chia sẻ cho các bạn luôn, cái mặt hoa này rất là đẹp luôn. Cho nên mình sẽ quyết định ươm cây con ở đây mọi người. Thì ươm cây con rất đơn giản ha. Trước khi cắt xong là các bạn, mình cắt là các bạn thấy không, cái mắt trên này đúng không? Là ví dụ cái mắt này là cái mắt hoa đúng không mọi người? Cái mắt này là cái mắt hoa thì chúng ta cắt từ đây nhá. Trước tiên là cái lưỡi lam cắt là các bạn phải sát khuẩn bằng cồn. Sát khuẩn bằng cồn đúng không? Và cái này nãy mình cầm nó ấy quá. Sát khuẩn bằng cồn xong mọi người cắt ngang đây ha. Đó, chúng ta cắt. Sát khuẩn bằng cồn, mình đã sát khuẩn bằng cồn nhưng cái lưỡi lam này nãy mình cầm nó bị dính á. Đây các bạn nhỏ vào đây một ấy cồn luôn. Bên đây cũng vậy ha. Chúng ta nhỏ cồn vào và chúng ta để khô y như vậy nha mọi người. Để khô y như vậy, sau 2-4 tiếng mình có thể bôi keo liền sẹo hoặc mình không tưới vào đó ít nhất là 5 ngày. Mình không tưới vào cái vết thương này ít nhất là 5 ngày. Khi vết thương khỏi hẳn chúng ta sẽ bắt đầu tưới bình thường. Tức là khi mình nhỏ cồn này thì nó đã sát khuẩn rồi, và cồn 90 độ này thì nó khô vết thương rất là nhanh. Sau đó các bạn có thể 5 ngày sau khi vết thương khô rồi đúng không, hoặc là khi chúng ta có thể chờ đến khi cây lan của chúng ta bộ rễ khỏe và ổn định lại thì mình cũng làm cũng được. Còn không thì 5 ngày sau mình sẽ tưới đắm từ đây mọi người. Mình nên thực hiện vào buổi tối nhá. Tưới đắm vào những cái mắt này xong các bạn lột nhẹ nhàng cái màng này ra. Chúng ta lột nhẹ nhàng cái màng này ra như thế này và các bạn dùng ki quy. Đó, lột cái màng này ra đúng không? Đó, sau khi lột ra các bạn sẽ thấy được một cái mắt ngủ ở trong. Đó, sau khi lột ra chúng ta sẽ thấy cái mắt ngủ này đúng không? Mắt ngủ lòi ra rồi. Thì đây nó đang bây giờ, hiện tượng bây giờ là nó đang chỉ là mắt ngủ thôi. Và các bạn pha ki duy xanh, duy xanh, duy đỏ chứ cũng được ha mọi người. Pha 5 giọt duy xanh và 5 giọt duy xanh và 5 giọt nước. Cho vào đó thêm một giọt atonic, chúng ta quậy đều cái hỗn hợp đó lên và các bạn chấm vào cái mắt này nha mọi người, chấm đúng vào cái mắt này. Khi chúng ta lột ra rồi chúng ta chấm vào đúng cái mắt này. Và chấm như thế khoảng, nếu mà nhanh á là khoảng một tuần sau chúng ta sẽ thấy nó sưng mắt lên là chúng ta đã thành công. Còn không, một tuần sau mà chưa sưng mắt lên chúng ta lại chấm tiếp một lần nữa. Tức là ki duy xanh với atonic nó sẽ kết hợp nhanh hơn, nó sẽ kích thích ra rễ nhanh hơn. Và nếu mà chúng ta làm đúng mà lần đầu tiên chúng ta làm mà có kết quả rồi thì chỉ trong vòng 6 tuần là mình đã có cây con tách xuống để trồng được rồi nha mọi người. Thì bây giờ cây của mình mới cắt cho nên mình chưa có bôi, mình để 5 ngày sau mình mới bôi. Rồi chúc mọi người thành công nhé. Mình chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm nhỏ, tại vì mình cũng đã làm và rất thành công ha. Duy xanh, duy đỏ gì cũng được, mà duy Mỹ thì càng tốt nha mọi người. Nhưng mình nên pha với nước, tức là mình pha cho nó loãng ra để cho nó khỏi nguyên chất, để khỏi bị cháy cái mắt ngủ của mình. Và khi cây lên thì nó nhanh ra rễ hơn. Các bạn nhớ 5 giọt duy xanh và 5 giọt nước, cho vào đó một giọt atonic để làm chất kích thích sinh trưởng cho nó nảy mầm nhanh hơn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nhé. Mọi người có thể chia sẻ video của mình để nhiều người được biết đến, để mình có thể có, mình nói chung mình có động lực để làm thêm nhiều video khác hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.